Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Đây là trở lại với kênh YouTube của tôi Quang Trung. Hôm nay em Trung ghé thăm ông Trùm xe tải nhỏ ở Đức Trọng nha anh chị. Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Thì em sẽ review sơ một cái loạt xe trong cái cửa hàng của anh á. Và chắc phải kêu anh ra anh báo giá truyền hình trực tiếp. Thì cái chỗ của anh ở đây là địa điểm, đây là số điện thoại của anh nha anh chị. Xe chỉ có từ vài chục triệu thôi, 50 triệu. Tài nhỏ mà đời cao, chỉ với 50 triệu thôi nha anh chị. Thì chỗ của anh đó là quốc lộ 20 nha anh chị, sát với lại Thaco Trường Hải, đối diện bên Trường Hải nha anh chị. Thaco đó, chị thấy không, đối diện Thaco nha đó. Đường quốc lộ thì thật sự anh chị tìm thì nó rất là dễ. Thì hôm nay em Trung ghé thăm ông anh ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, chuyên dòng tải nhỏ. Anh chị quan tâm được Zalo trực tiếp cho anh đó nha. Đây là cái số điện thoại của anh này, 0933 513 068. Anh này anh sinh năm 1968 luôn nha anh chị. Chỉ với 50 triệu thôi, đời cao, vài trăm ký. Nói chung là cũng lăn quăn, anh già rồi thì anh cũng mua bán gọi là vài cái xe tải nhỏ để cho nó kiếm cơm qua ngày đó. Thì trước mắt thì đây là cái Đông Ben này, này chẳng 2017 hay sao đó. Cũng vài chục triệu thôi anh chị. Này thì chút xíu em sẽ hỏi anh là cái giá cả bao nhiêu, thì tất cả mọi cái thì anh sẽ trả lời. Này Thaco, này Matiz nè anh chị, này anh bán mấy chục à, như là 30-40 gì đó. Nó em không biết giá để chút xíu em hỏi anh này. Nó này Kia Morning là xe này, xe của em Trung, em vừa mới chạy tới. Đó, thì xe này em Trung bán cho anh chị với giá 185 triệu. Anh ơi, cho em giới thiệu cho em phát cái mấy cái xe giá đọc giá luôn đi. Đỡ mất công nhiều khi khách hàng hỏi nhiều anh. Dạ. Như cái Đông Ben kia đời bao nhiêu anh? Đông Ben đời 27, 120 triệu. Còn cái Thaco này? Thaco này 145, 125. 125 hả? Ừ, cái Matiz này? Cái Matiz này đời 203, có chờ được xe lái thôi. Hàng gia đình là 65 triệu. Rồi có bớt không anh? Thì cứ gặp rồi bắt đầu rồi khách hàng có yêu cầu đi xuống gặp rồi mình thương lượng thôi. Dạ. Rồi cái đây còn cái đằng trong kia anh giới thiệu cho em cái đằng trong kia luôn. Rồi anh đi. Thằng Kenmo là đời 2019, 155 triệu. Mới lấy biển số luôn, biển số trong thùng đó em luôn. Dạ, cái này là rẻ hơn cái thằng đối diện kia 100 triệu hả anh? Đúng rồi. Rẻ hơn thằng đối diện 100 triệu. Dạ. Rẻ hơn thằng đối diện 100 triệu chiếc. Đi. Rồi cái Vinasuki kia bao nhiêu tiền anh? 50 cho tới 70 cho tới 150. Cái Vinasuki này bao nhiêu tiền anh? Thế còn cái su 7 chỗ này? Su 7 chỗ thì 155. 155 hả? 2010. Su này xài bếp điện 2010, 155 triệu hả? Đúng rồi, xài bếp phun, không còn bình xăng con như hồi xưa nữa. Qua đời mới là bếp phun rồi. Ồ, cái này rẻ chứ. 7 chỗ mà. 7 chỗ. Tìm cái dòng này dòng hot mà. Đúng rồi, không tên đi hàng sử dụng. Đi phượt đi đồ là thôi chứ tuyệt vời, đi chơi, đi du lịch rồi là đẹp luôn. Rồi còn cái này bao nhiêu tiền anh? Này là 65 triệu đời 2010. Vừa nãy nói 50 mà. À, 50 phải em lộn á, em lột lộn. Rồi còn Thaco bên kia anh? Đó, 101, 102. Dạ. 101, 102. Tùy theo chất lượng xe. Rồi ok anh, con này đời bao nhiêu đây? 25, 26 hết hả? Đây thì cũng rất là còn nhiều cái mẫu xe để anh chị. Đó thì đây con này mới lấy biển số luôn đây. Con Kenmo này mới vừa lấy biển số luôn. Dạ. Mới vừa bấm biển số luôn. Nói chung xe từ thì nói chung là cũng vài chục triệu tới trăm mấy anh chị. Đó. Nhiều sự lựa chọn cho anh chị. Cho anh này thì anh gọi là anh chuyên xe tải nhỏ. Lăn quăn đâu đó, nhưng mà anh chị nào mà quan tâm á, nó lấy con xe này về đi này. Suzuki Carina
155 triệu đời 2010 nha anh chị. Cái hàng này hàng hot mà hàng khó hiếm, khó tìm nha. Thật sự là tìm nó, em nói là thật sự là rất là khó. Tại vì em này là xài bếp full rồi, không còn phải xài bình xăng con ngày xưa nữa. Nhưng mà cái thằng này nó không có hết đời nha anh chị nha. Xe này phải nói là nếu mà 155 triệu là rẻ đó anh chị. Này. Rất đẹp. Cửa này bằng ghế sau này anh chị thấy không? Tin không? Thì anh chị cứ quan tâm thì alo trực tiếp cho cây anh Tuấn theo số hotline. Bên kia anh chị à, số điện thoại này. Ô tô Hoàng Tuấn nhá. 0933 513068. Đối diện Thaco nha anh chị. Đối diện Thaco Trường Hải. Đó thì lân quân anh cũng còn có vài chiếc xe đó anh chị. Đó thì xe tải du lịch thì anh này anh chỉ có làm cái xe nhỏ nhỏ thôi. Rất là nhiều sự lựa chọn cho anh chị. 450. Xe kia là anh chị alo anh đó nha. Nãy anh nói với em là anh cứ báo cao thôi. Nhưng mà xe này anh bán 50 ạ. Nãy nói 50 này. Còn con này cũng 50 triệu. Cái này toàn bộ là xe đời cao hết nha anh chị. Thì anh chị cứ quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho anh Tuấn theo số hotline. Cái số em để trên cái màn hình nhá. Anh này là chuyên dòng xe tải nhỏ. Anh chị đi mua về, đi chợ đi bố rất là tiện lợi nha anh chị nhá. Đó. Cái này thì anh nằm với loại... đó, ô tô Hoàng Tuấn anh chị, chuyên dòng xe tải nhỏ và du lịch nhỏ thôi. Đó thì cũng rất là nhiều sự lựa chọn cho anh chị. Rất là rẻ nha anh chị. Thì mấy những cái xe này thì anh chị là mua về thì toàn bộ là hồ sơ, tất cả giấy tờ đều toàn bộ là pháp lý hết. Ký giấy mua bán ủy quyền tất cả cái thì anh này đã bao ra tên cho anh chị hết rồi. Đối diện Thaco Trường Hải cũng tại ngay quốc lộ nha anh chị nha. Quốc lộ 20 thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đó. Thì rất là nhiều sự lựa chọn cho anh chị. Nếu mà anh chị có nhu cầu tìm cho mình một cái chiếc xe tải nhỏ vài trăm ký về đi chở hàng thì hãy liên hệ theo số hotline. Đây, số cũng rất là anh này thì anh chỉ có xài một số này thôi nha anh chị. 0933 513 068. Số cũng rất là đẹp nha anh chị nha. Chỉ với vài chục triệu mà anh chị đã sở hữu ngay một chiếc xe về đi kinh doanh, mua bán, chở đồ cũng rất là tiện lợi. Chỉ với vài chục triệu thôi. Thì tới đây em kết thúc video. Thì anh chị quan tâm được alo trực tiếp theo số hotline của anh Hoàng Tuấn, chuyên tài nhỏ. Xin chào. Thì em tới đây em kết thúc video và em chúc anh chị có một ngày mới thật là vui và hạnh phúc bên gia đình. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều xe em chung cập nhật theo ngày tháng nhé. Thì nói thêm cái nữa là anh chị có nhu cầu cứ tới trực tiếp truyền hình trực tiếp, anh sẽ bớt rất là nhiều. Thì tất cả cái xe anh chị cần ghi giấy ủy quyền tất cả cái là đều ok đầy đủ hết nha anh chị. Anh già rồi nhưng mà anh làm cũng hơi chắc đó. Rất là nhiều sự lựa chọn cho anh chị nha. Và bạn nào có nhu cầu mà cần tư vấn sửa chữa hoặc mua bán thì alo em Trung đó. Em Trung sẽ tư vấn miễn phí nha anh chị. Xin chào bà con và hẹn gặp lại những cái video tiếp theo.